chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Nơi yêu thương ở lại. Chương trình do Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh và Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp thực hiện với sự đồng hành của Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Quy Phúc. Thưa quý vị, cuộc sống hàng ngày với những nỗi lo cơm áo gạo tiền đã cuốn con người ta vào nhịp sống tất bật, hối hả của sự mưu sinh, mà đôi khi quên mất những giá trị tốt đẹp vốn có trong tâm hồn mỗi người. Đó chính là sự yêu thương, quan tâm, sẻ chia với những mảnh đời kém may mắn hơn mình. Hôm nay, xin mời quý khán giả cùng chúng tôi đến thăm một mái ấm tràn ngập tình người nằm trong một con ngõ nhỏ ở phường Long Trường, quận 9. Ở đó, có một người cựu chiến binh đã dành trọn cả gia tài với nửa phần đời còn lại của mình để chăm sóc, nuôi nấng 100 đứa trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi không nơi nương tựa. Mái nhà chung đó được ông gọi bằng một cái tên triều mến, mái ấm thiên thần. Gần 10 năm qua, từ con số ban đầu là 5 bé, đến nay mái ấm đã có tổng cộng 100 bé từ độ tuổi sơ sinh cho đến bé lớn nhất là 7 tuổi. Ông Bùi Công Hiệp đã dành hẳn một khu nhà 3 tầng để nuôi dưỡng các bé. Tầng 1 dành cho trẻ sơ sinh, tầng 2 là nơi của các bé đã biết đi và biết tự sinh hoạt. Ông Hiệp còn đầu tư một khu vui chơi riêng gồm hồ bơi và nhiều trò chơi khác cho các bé thỏa thích vui đùa. Đáng quý hơn là khu đất diện tích 250m² trị giá trên 100 tỷ đồng này đã được ông Hiệp chuyển sở hữu cho tất cả các bé, bởi ông mong muốn các bé cảm nhận được nơi đây thật sự là mái nhà, mãi mãi là gia đình lớn của mình. Mặc dù có 10 bảo mẫu chăm lo cho các con, nhưng việc nấu nướng cơm nước hay đưa rước các bé đều do một tay ông lo liệu. Đối với ông, những đứa trẻ này đã quá thiệt thòi nên ông luôn xem chúng như con ruột của hai vợ chồng, muốn dành tình yêu thương để bù đắp phần nào những bất hạnh của các bé. Ông cho rằng may mắn lớn nhất của mình là suốt những năm qua, ông luôn có vợ và các con đồng hành ủng hộ. Vì thế mà ông đã giao hẳn doanh nghiệp cơ khí của gia đình cho các con tiếp quản, còn ông thì tập trung chăm lo cho các bé. Chi phí chăm lo được trích từ nguồn thu của doanh nghiệp gia đình, mỗi tháng ngót nghét 100 triệu đồng. Có năm công việc làm ăn khó khăn, tài chính không đủ để tiếp tục, vợ chồng ông từng quyết định bán bớt một căn nhà để trang trải chi phí lo cho gần 100 đứa con. Đã có lúc từng có ý định buông tay, nhưng rồi ông tự nhủ, mình phải cố gắng hết sức bởi tình thương dành cho các con là quá lớn, không nỡ buông tụi nhỏ. Và rồi, trời không phụ lòng người, gieo hạt giống yêu thương sẽ gặt hái được những quả ngọt, mọi khó khăn rồi cũng qua đi, mái ấm thiên thần vẫn rộn ràng tiếng nói cười, đùa vui của các bé. Trong dịp này, Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã vận động được một hệ thống điện năng lượng mặt trời 25 kW đến từ công ty cổ phần VES Việt Nam Eco Solution trị giá hơn 500 triệu đồng. Với hệ thống năng lượng mặt trời này thì trong thời gian tới, mái ấm cũng sẽ bớt đi phần nào chi phí khi sử dụng điện, thay vào đó có thể tận dụng vào những mục đích thiết thực hơn. Trong kinh doanh thì ai cũng phải đặt cái lợi nhuận lên là một cái điều quan trọng. Tuy nhiên thì đối với chúng tôi thì đó không phải là tất cả. Cái sứ mệnh thì là phải là làm cho xã hội này ngày một đẹp hơn, tốt hơn. Đó là lý do tại sao mà chúng tôi chọn cái ngành này, một cái ngành năng lượng sạch, một cái ngành năng lượng phát triển bền vững. Đấy, thì đó là cũng cùng hưởng ứng với lại cái tinh thần đó thì chúng tôi đã quyết định trao tặng cái hệ thống điện mặt trời cho cơ sở thiên thần. Thì cũng hy vọng là ở đây sẽ ngày một phát triển hơn và đồng thời là các em nó có thể lấy đó là một cái nguồn cảm hứng để mà sau này khi ra đời có thể tham gia vào một cái ngành công nghệ sạch là một xu thế của thế giới và bảo vệ môi trường. Mỗi ngày trôi qua, các bé sẽ dần trưởng thành hơn. Ông Hiệp cũng đang đau đáu về việc làm sao để giúp cho các bé có thể phát triển một cách tốt nhất. Chính vì thế mà sự sẻ chia của những mạnh thường quân hôm nay không chỉ mang ý nghĩa về mặt tinh thần mà còn có giá trị thiết thực cho các bé tại mái ấm. Thì toàn bộ cái nguồn kinh phí để trang trải chăm sóc nuôi dưỡng các bé thì chủ yếu là từ nguồn vốn của gia đình chăm lo các bé. Ngoài ra có sự đóng góp rất ý nghĩa của mạnh thường quân đến thăm các bé cũng như là những đoàn thể đã đến tặng quà rồi hiện vật hiện kim giúp đỡ cũng rất là nhiều.
Thì đây nói lên cái sự quan tâm rất là lớn của xã hội. Thì qua đây thì gia đình thấy rằng là tức là không còn đơn độc trên cái trong việc nuôi dưỡng các bé nữa, mà hiện tại rất là nhiều cộng đồng xã hội quan tâm và giúp đỡ các bé. Đây là một cái công trình phải nói mang nhiều ý nghĩa, phi lợi nhuận, mang tính nhân văn cao, và cái hỗ trợ trợ giúp nhân đạo nó mang tính bền vững. Cái giá trị sử dụng năng lượng mặt trời đã góp phần giảm đi chi phí mà cơ sở máy ấm thiên thần phải lo hàng ngày hàng giờ để đảm bảo chi phí hoạt động cho công ty. Và như chú Hiệp mà giám đốc của cơ sở máy ấm thiên thần có nói, hôm nay đây là một ước mơ từ khi thành lập máy ấm đến nay đã trở thành hiện thực. Chúng tôi cũng thay mặt cho những hoàn cảnh khó khăn cảm ơn các quý vị cá nhân đơn vị Mạnh Thường Quân đã đồng hành của hội, và kính chúc các quý vị đạt nhiều thắng lợi và dành nhiều tình cảm cho hoạt động Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hồ Chí Minh. Máy ấm thiên thần hôm nay như rộn ràng hơn và ấm áp hơn, nụ cười của các em cũng tươi vui hơn, bởi các em đang nhận được sự chung tay chăm lo, sự tử tế mà mọi người đã dành cho nhau, dành cho những thiên thần nhỏ bé đang dần trưởng thành trong tình yêu thương từ mái ấm tình người này.